Em thử ngồi chứ chết đâu chả. Mát nha. Trời hôm nay không có nắng. Ồ, đây mà ngắm cảnh luôn. Ừ. Tuyệt vời luôn. Giờ ông này nằm ngủ luôn, quên giờ dậy luôn á. Em ăn xin chào tất cả các quý anh chị nha. Chào mừng tất cả các quý anh chị cũng như là tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Thiên Hồng Bất Động Sản nha. Thì hiện tại thì em ăn đang có mặt tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc thuộc thành phố Nha Trang nha. Thì cái chỗ mà em đứng hôm nay á là có một căn nhà vườn rất là đẹp đang được rao bán. Đây là cái căn nhà vườn đây. Thì trước em có từng quay em giới thiệu cho quý anh chị về cái căn nhà vườn này rồi. Nhưng mà vì khách lúc đó là họ đặt cọc, nhưng mà sau một thời gian là họ không có chuẩn bị tiền kịp cho quý anh chị, cho nên là họ bỏ cọc. Nhưng bây giờ chủ muốn bán lại thì có nhờ em tới em quay lại cho quý anh chị xem. Và nếu quý anh chị có nhu cầu á thì liên hệ với em nha. Thì đây là cái không gian bên trong của cái căn nhà vườn thì rất là đẹp nè. Đó, nhưng mà đầu tiên thì em sẽ ra ngoài em quay cái đường vô cho quý anh chị xem dễ hình dung hơn nha. Ở đây anh cầm nha. Anh đứng anh nói thì nó sẽ rồi là âm thanh ok hơn. Đây. Đây thì đây là cái đoạn đường phía trước cái căn nhà vườn nha quý anh chị. Hôm nãy em có quay bằng mic thu âm nhưng mà do mic hết pin cho nên là em phải quay lại. Đây là cái đường Mai Thị Dõng rồi quý anh chị. Đó, đường Mai Thị Dõng này nha. Nếu mà đi theo con đường này, mình đi thẳng ở đường này mình sẽ ra tới con đường Nguyễn Khuyến. Thì từ Nguyễn Khuyến mình sẽ ra tới đường 2/4. Là chỗ đó là sẽ có chợ Bến Hải nè. Mình đi ra đó là khoảng 1,7 km nha. Đó thì vị trí này nếu mình đi ra đó thì 1,7 km đi ra biển thì mình đi thì khoảng 2,7 km là mình sẽ ra tới khu vực biển Hoàng Chồng Nha Trang nha. Thì cái đường này là đường chính cho nên là ô tô đi nén nhau thoải mái nha. Đường thông nha quý anh chị. Đó, và cái căn nhà vườn của em mà muốn giới thiệu cho quý anh chị hôm nay là căn nhà này nha. Đó, căn nhà vườn mà muốn giới thiệu cho quý anh chị hôm nay đây. Đó, nhà phía trước có cái cổng màu sắt á, kéo đó, rất là chắc chắn luôn. Gia chủ thiết kế cái nhà này nó rất là tâm huyết nha quý anh chị. Cái nhà này em thấy là chắc là độc đáo bậc nhất tại khu vực Nha Trang rồi. Đó, cái đường vô này. Thì tương lai của đường Mai Thị Dõng này nè quý anh chị. Nó sẽ được quy hoạch mở rộng là tới 27m, là nó sẽ vô trong tới cái miếng đất của mình nha. Thì cái miếng đất của mình sau quy hoạch sẽ trở thành mặt tiền đường. Nè, quý anh chị thấy không? Đường này rất là rộng nè, xe tải chạy vô tư hết chưa? Đó. Xe tải chạy rất là vô tư luôn. Đó, con đường 27m sẽ đi qua cái miếng đất của mình, là miếng đất của mình sẽ trở thành mặt tiền đường đó luôn. Thì miếng mình lại càng có giá trị hơn đó quý anh chị. Đó, nó đi qua một mé bên đây thôi nha quý anh chị, không đụng nhà nha. Thì cái miếng của mình á là sẽ có nhà sẵn nè, em quay sơ bộ cho quý anh chị xem nè. Đó thì tổng diện tích là 910m2. Đó thì sẽ có là 354 thuộc đất quy hoạch giao thông, còn lại 555m2 là đất thuộc quy hoạch đất ở nha quý anh chị. Thì nhà có sẵn 200m2 thổ cư nha quý anh chị. Đó thì phía trước nhà đây. Đây em quay cam góc rộng cho quý anh chị xem nè. Đó thì phía trước của căn nhà vườn mình là sẽ có cái cổng sắt này. Đó, cổng sắt ở trên này là hoa. Cổng sắt này thì gia chủ thiết kế rất là đẹp nè, rất là chắc chắn, rất là rộng luôn. Đó. Thiết kế cổng sắt này rất là chắc chắn nha quý anh chị, cho nên quý anh chị đừng có lo, quý anh chị yên tâm về vấn đề an ninh nha. Đó, phía trước là cái cả trước đây là cái sân này. Cái sân cực kỳ rộng nha quý anh chị, cái sân này có thể để chắc cũng được 5-6 chiếc ô tô quý anh chị, ô tô con, xe ô tô 7 chỗ hay là xe khách đều có thể đậu ở trong này được nha. Đó là em ví dụ thôi chứ không ai đậu xe khách trong này đâu. Đó, phía trước căn nhà vườn đây quý anh chị thấy nè. Gia chủ họ trồng, họ tâm huyết, họ trồng rất là nhiều. Đó, đây là cây dừa nha quý anh chị, cây dừa mà có trái rồi nha. Còn đây là khu vực bên cạnh hông hiên nhà nè, sẽ có đó, rất là cây dừa này, gia chủ trồng rất là nhiều dừa luôn. Đó, dừa đã ra trái rồi nha quý anh chị. Em mà ở đây chắc em cũng hái dừa em uống hoài quá. Đó, khu vực phía sân trước rất là rộng luôn, trồng rất nhiều cây cảnh. Còn đây là cây vạn tuế nè.
đó, cây cảnh lá lốt, cây câu phía trước rất là đẹp. Cái sân cực kỳ rộng nha quý anh chị, cái sông này có thể đậu rất nhiều ô tô luôn. Nếu như quý anh chị có ô tô thì thôi vô trong này thích đậu chỗ nào đậu, vừa là quý anh chị đó. Đây là căn nhà vườn, căn nhà nhà thì làm trận dạng nhà cấp 4 này nha quý anh chị. Ở trên thì có cái gác đó, mình có thể lên đó được. Thì em quay phía trước sơ cho quý anh chị xem trước nha. Đó, để xíu em vô trong nhà em quay phía trước cho quý anh chị xem trước. Đó, chỗ này có cây mít nè quý anh chị. Đó, đây là cây dừa, đây là cây mít cũng ra trái rồi. Đất ở đây thổ nhưỡng rất là tốt nha quý anh chị, cho nên là chủ họ trồng rất là nhiều cây trái luôn. Em đổi cái cam chính là cho nó nét hơn nè. Cây trái rất là nhiều, sắp là trái rồi, cây trái rất là xum xuê quý anh chị. Cây dừa, cái này giống như cái cái nhà kho thôi. Em tưởng đâu là chỗ để nuôi chim bồ câu đó, trồng rất là nhiều dừa quý anh chị. Đây là cái khu vườn đó, hoa này là hoa giấy nè. Đó, khu vườn mà gia chủ trồng rất là nhiều cây cảnh luôn. Đây là hoa này đó, rất là đẹp nha quý anh chị. Em quay dài, video dài cho quý anh chị xem luôn nha. Đó, phía trước này đó, em quay phía trước sơ bộ cho quý anh chị xem dễ hình dung về căn nhà vườn này nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, đây là khu vực sân vườn bên cạnh nhà. Đây là cái gì ta, cái chuối này. Đây là đó, rất là nhiều cây cảnh luôn, chuối. Cảnh này mát quá em ạ, quá mát luôn. Bên cạnh này có mấy cái chuối nè, chuối dừa có trái rồi. Cây này là cây gì ta, quên mất lá tên cây mình. Giống gì chắc quý anh chị mình sẽ biết cái cây này, cho em này quên mất cây này cây gì nó. Còn cái cây chỗ này có cái gốc cây này, cây bồ đề. Cửa gốc nhìn đẹp không, nhìn rất là to luôn, bóng mát. Ở chỗ này có cây chuối, là chuối cảnh nè. Ui lại một cây mít tiếp, chu chè mọc tới dưới ở dưới gốc cây cũng có chuối nữa. Cây trái xum xê quá nhiều luôn, cây rất là to đó, chuối nữa, chuối. Ở Nha Trang mà quý anh chị kiếm một miếng đất này mà gần biển Nha Trang mà có nguyên cái vườn mà có thể vừa ở vừa trồng cây được thì rất là hiếm đó quý anh chị à. Đa phần đã được phân lô bán hết rồi. Kiếm một cái miếng vườn như thế này rất là hiếm luôn á. Em vừa nhận lại miếng này em thấy rất là tâm huyết cho nên em quay liền cho quý anh chị xem luôn. Ở chỗ này có một cái hồ cá nhỏ này. Ngày xưa chủ có nuôi cá chỗ này, bây giờ mình có thể mình sửa lại để mình nuôi hồ cá coi. Đó, chỗ này mình có thể làm lên một cái mái che đó, rồi chỗ này mình để mấy cái bàn ghế gỗ nữa, ngồi uống cà phê buổi chiều buổi sáng. Còn ở chỗ này cũng đẹp nè, chỗ này mình có thể làm một cái thiết kế lại, bài trí lại cái là đẹp liền quý anh chị. Cây mận nè, chỗ này có cái cây mận nè quý anh chị, trái ra trái rồi, nhìn rất là ngon luôn. Nhìn muốn ăn liền luôn. Đáng lẽ mình phải mang theo cái bịch ta, cái bịch muối Tây Ninh cho ta. Đấy, tới đâu mình quất cho đó. Đây để em thử hái coi.
Ui em cũng hái được ba trái rồi. Đây cho em nè. Hái 5 trái mà rớt hết xuống đất rồi. Đang rụng chơi rụng quá. À đây là cây mận. Hai cây mận luôn. Cây này cũng ra trái rồi. Đây là tường rào bao quanh cái vị trí đất của mình nè. Đó, xây tường rào lộ giới, ranh giới rõ ràng nha quý anh chị. Đó, chỗ này có cây mít nữa nè. Ồ, 4 cây mận luôn. À bên kia nữa. Cây này cũng ra trái nha, mít nữa, rất là nhiều luôn. Bên này có cái sân nè, chủ họ đổ bê tông rất là chắc chắn nè. À cái này mình có thể mình bỏ dục cái bàn đi, làm cái bàn đá đẹp hơn á. Này này ở nguyên đại gia đình nó tới đây. Bên này có hồ bơi nữa nè. Cái hồ bơi này mình bây giờ mình sửa lại nè. Là mình đã có thể có hồ bơi đẹp rồi. Bên này là chắc là nhà vệ sinh ha ta. Mít nhiều dễ sợ. Chỗ này phải mang muối thêm lên theo, lần sau mình mang muối thêm lên theo. Gặp chỗ này có trái mình ăn luôn. Cái hồ này là quý anh chị mua về mình có thể bài trí, mình sửa lại. Đó, là mình sơn sửa, mình tân trang lại là đẹp luôn, thành hồ bơi tuyệt vời luôn. Bên kia là một cái nhà kho nữa. Đó, bây giờ em sẽ vô trong đây nha. Đó, chỗ này có cái bàn này, bàn bê tông. À, cái bàn ghế bê tông. Ngồi rất là mát luôn. Đây có ghế xích đu. Em thử ngồi trên xích đu cho. Mát nha. Trời hôm nay không có nắng. Ừ, tuyệt vời luôn. Giọng này nằm ngủ luôn, quên giờ dậy luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà nha. Mình quay cảnh trong nhà cho quý anh chị xem. Đó, cây phía trước à, phía trước là có một cái hồ cá coi rồi quý anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, hồ cá coi này. Cái đây là cái đường vô nè, từ cái sân nè, từ cái sân nè quý anh chị. Đó, hình dung không? Từ cái sân đó, cái này mình đi vô trong bằng cái đường này nè. Đường này mình có thể dắt xe máy vô được nè. Đó. Đó, hồ này rất là đẹp luôn. Hồ cá coi nè. Cá rất đẹp luôn. Ngồi đó uống cà phê xong cho cá ăn. Đó, xung quanh rất là nhiều cây cảnh nè quý anh chị. Bài trí cây cảnh rất là nhiều luôn. Em, nếu quý anh chị mình thích nhà vườn có nhiều cây cảnh thì cái nhà này rất là ok luôn. Đó, cây cảnh này thiết kế rất là đẹp, rất là độc đáo này. Đó, phía đây cái này là cái chậu làm bằng bê tông thôi. Em biết cái hoa kia hoa gì không? Đây là chủ họ trồng rất là nhiều cây lan nè. Lan. Em cũng là một người rất là thích lan. Ở nhà em cũng trồng rất là nhiều cây lan. Nhưng mà chẳng qua là không có thời gian chăm sóc cho nên nhìn nó không có đẹp bằng mấy cây của chủ nè. Cái này là ở dưới một cái tán cây xoài bự. À, chỗ này là một gốc xoài ha. Cây xoài to. À, cây xoài rất là to quá chị. À, tới mùa mình hái ăn hợp lý luôn. Đây là cái bàn để uống cà phê nè. Bàn này là thiết kế là bằng đá quý anh chị, đá này. Rất là chắc luôn, nãy em cầm thử rất là nặng khủng khiếp. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà, mình quay sơ sơ trong nhà có gì nha. Chú cho con quay trong nhà xíu nha chú.
chú chắc còn nhớ mặt con nha. Đang vô bật đèn. Nhà này cũng thiết kế đơn giản thôi, quý anh chị mua về mình thiết kế lại. Lộn lộn, bật đèn bật bật quạt lên chi. À, đèn lên rồi. Mình có mấy phòng ngủ chú? Ừ? Mình có mấy phòng ngủ? Ba phòng ngủ. Ba phòng ngủ. Đây phòng khách nè. Đây một phòng ngủ nè. À đây phòng thang máy. À nhà mình có thang máy nha quý anh chị. Đây phòng ngủ nữa. Hai phòng ngủ. Ba phòng ngủ, ba phòng ngủ. Còn đây là phòng bếp. Ủa, phía bếp rất là đẹp này. Có đây chắc nhà vệ sinh rồi. Nhà vệ sinh đã chắc cũ rồi. Nhà bếp rất là rộng luôn. Rồi em quay sơ sơ vậy thôi, bây giờ em sẽ quay bên ngoài cho. Chứ nhà cũng tương đối là cũ đó. Quý chị mua về mình sơn sửa lại thôi. Dạ con cảm ơn chú nha. Dạ dạ. Đó bàn cảnh đẹp luôn quý chị. Cái hướng nhà hướng ra là hướng đông nam á quý chị. Rất là mát luôn. Dạ. Hướng đông đông nam. À, phía trước nhà bên này sẽ có chỗ để trồng cây nữa này. Nói chung nhà này thiết kế rất là không gian rất là trong xanh mát mẻ. Quý anh chị thích khu vực nghỉ dưỡng gần Nha Trang đó, thì cái căn nhà này rất là hợp lý luôn. Quay phía sau cho quý anh chị xem nha. Này là cái hồ này, nó nãy em quay á. Về mình sửa lại. Đây là đồ phụ tùng, đây là cái phòng. Đây là phòng nhà kho nhưng mà mình sửa lại vẫn lớn thành một cái phòng nè, phòng ngủ nè. Bên kia có mấy phòng nữa để quay sơ sơ chung trong này có gì. Mình là người tò mò mà thích quay lung tung. Có nhà vệ sinh toilet luôn. Ở chu cha chó gì kỳ ta, chó mà vô thấy khách khách vô nằm ra chào hỏi gì hết. À mình có cái cổng này để mình lên cửa nè. Cái cổng này là đúng rồi, này có mặt tiền nó đi lên đường chính Mai Thị Giỏng luôn quý chị, nhưng mà bị khó là chưa mở được. Cái nhà phía sau này chắc là nhà kho luôn. Ở đây là lộ danh ranh đất nhà mình đây, tới đây này. Đó, chỗ này có tủ điện nên thiết kế rất là chắc chắn nè. Ở đây tới với phía trước kia luôn. Cây này là cái cảnh thiết kế kiểu đẹp nha. Chú cắt đẹp, chú làm vườn rất là khéo tay hả. Đúng rồi, từ đây ra cổng luôn nè. Đó này ra cổng luôn. Quay xung quanh chỗ này. Chú làm vườn chú cắt rất là đẹp này. Cái này gọi là cây xanh này quý anh chị. Đó, cây này cũng là cây xanh luôn. Đây là cây gì? Cây xoài. Thiết kế bài trí cực kỳ đẹp. Còn đây là cây dừa. Dừa, à chắc chữ sim mà. Còn ở trong này à, cái này cây sake. Ở Nha Trang nhiều sake nha. Sake, có trái luôn nè. Cây này hả? Anh nghĩ chắc cây tắc hả? Tắc này. À, cái đúng rồi, cho nhỏ xí hả? Tắc là uống nước tắc hả? Đó đây là cái khu vực phía trước này, có cái sân này. Đây là cái sân chính của mình này. Trồng rất là nhiều cây cảnh luôn quý anh chị. Đó thì căn nhà vườn này chủ đang mong muốn bán với giá là 8 tỷ 100 triệu nha quý anh chị, 8,1.
8,1 tỷ, còn thương lượng nhẹ quý anh chị, chủ sẽ bao giấy tờ thuế phí cho mình luôn nha. Quý anh chị quan tâm căn này thì liên hệ với em ăn sớm nha. Số điện thoại Zalo của em là 0353 687 732. Nếu quý anh chị quan tâm thì liên hệ với em sớm nha. Em sẽ gửi cho quý anh chị sơ đồ, sổ sách của căn này để quý anh chị mình sở hữu nha. Căn này thì mình đi ra biển là khoảng 3 km thôi. Quay thêm cho quý anh chị xem phía trước nè. Đó, căn nhà vườn rất là đẹp luôn. Đó, phía trước. Vừa ở nhà vườn mình lời thêm một số cây ăn trái nữa, không phải trồng thêm mà. Đó, em quay. Đó quý anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Em cảm ơn quý chị đã xem video của em nha. Nếu thấy hay, quý anh chị nhớ like video này, đăng ký kênh ủng hộ em và nhấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube của em nha. Em cảm ơn quý chị nha, và hẹn gặp lại quý chị mình vào những video tiếp theo của em ạ.